Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tuần này thứ hai, ngày 8 tháng 9 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tuần này có những nội dung chính như sau. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm và tặng quà Tết Trung thu. Mang Tết Trung thu đến với trẻ em vùng xa. Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông. Từ đầu năm đến nay, khách du lịch đến Quảng Bình tăng gần 140% so với cùng kỳ. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Trung thu năm 2014, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Đồng Hới, Trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật huyện Quảng Ninh, Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật huyện Quảng Trạch và mái ấm hy vọng tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vui mừng phấn khởi khi thấy các cháu đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn và được đón Tết thiếu nhi trong bầu không khí ấm áp. Chia vui với các cháu thiếu nhi, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao những phần quà thiết thực ý nghĩa, chúc các cháu chăm ngoan học giỏi, đoàn kết yêu thương nhau và đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa trong năm học mới. Để các cháu được phát triển một cách toàn diện, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, nhà trường, các bậc phụ huynh cần quan tâm hơn nữa đến các cháu thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là các cháu khuyết tật và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục quan tâm chăm lo và làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em, tạo điều kiện tốt nhất để các em trở thành những công dân có ích cho gia đình, xã hội. Hôm qua mùng 7 tháng 9, tại trường trung học cơ sở Đức Ninh Đông, Thanh đoàn Đồng Hới phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đồng Hới tổ chức chương trình Trung thu cho các cháu thiếu nhi với chủ đề Trung thu nhớ bác. Chương trình có sự tham gia của gần 500 em học sinh và giáo viên đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật trên địa bàn thành phố với nhiều hoạt động ý nghĩa như trao học bổng cho 40 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đặc biệt các em đã được thưởng thức màn múa lân vui nhộn và tham gia phần phát cỗ đêm trăng đổ vui nhận thưởng. Đây là một trong những hoạt động thường niên được thành phố Đồng Hới tổ chức vào mỗi dịp Tết Trung thu nhằm mang lại không khí sôi nổi vui tươi cho các em thiếu niên nhi đồng, động viên các em tích cực học tập rèn luyện tốt, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Thưa quý vị và các bạn, Trung thu là dịp để mỗi gia đình và toàn xã hội thể hiện sự quan tâm đối với trẻ em, những mầm non tương lai của đất nước. Trong khi ở khắp nơi, thiếu nhi đang rộn ràng chào đón ngày hội của mình, thì đối với các em ở những vùng sâu vùng xa, do đời sống có nhiều khó khăn nên các em chưa có được cái Tết thiếu nhi đầm ấm. Tuy nhiên, với sự chung tay giúp đỡ của nhiều tổ chức cá nhân, mùa Trung thu năm nay, các em đã có được những món quà thật ý nghĩa. Đây là em Hồ Văn Chiêu, hiện đang là học sinh lớp 4, trường tiểu học Long Sơn, bản Chân Trùng, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Trong khi không khí đón Tết Trung thu đã ngập tràn khắp nơi, thì ở đây, Hồ Văn Chiêu và những người bạn của mình có lẽ vẫn chưa cảm nhận được không khí vui tươi của ngày Tết thiếu nhi. Thậm chí, các em còn không biết đến khái niệm Tết Trung thu là gì. Khi được hỏi về Tết Trung thu, trong ánh mắt của các em thiếu nhi nơi đây đều hiện lên vẻ lạ lẫm, bờ ngỡ. Là một xã vùng sâu, vùng xa, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Các em học sinh được đến trường đã là một sự nỗ lực lớn của gia đình, thầy cô và của chính các em. Bởi vậy, Tết Trung thu đúng nghĩa với các em học sinh nơi đây, nhất là trẻ em nghèo, là một điều thật sự xa vời. Cháu đã được nghe đến Tết Trung thu bao giờ chưa? Dạ, cháu chưa được nghe Tết Trung thu bao giờ ạ. Con cháu có biết Tết Trung thu là ngày gì không? Cháu chưa bao giờ biết Tết Trung thu. Trung thu năm nay sẽ là một mùa Trung thu đặc biệt, một kỷ niệm đáng nhớ đối với các em thiếu nhi ở bản Chân Trùng, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Bởi đây là lần đầu tiên các em được đón một cái Tết thiếu nhi thực sự. Từ nguồn kinh phí vận động của các nhà tài trợ, các tấm lòng hảo tâm ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, các tình nguyện viên của câu lạc bộ du lịch trách nhiệm Quảng Bình đã mang đến cho các em ngày hội thiếu nhi với những món quà thật ý nghĩa. Trong cái chuyến đi từ thiện đến với các em vùng cao trong đợt Trung thu này, thì bản thân tôi cũng rất là ấn tượng và rất xúc động trước những cái tình cảm của các em nhỏ, bởi vì có thể nói đây là lần đầu tiên mà các em được đón một cái Trung thu thật ý nghĩa, cũng được phá cỗ
rồi được nhìn những cái đèn ông sao, những cái bánh gói kẹo, và có thể nói cũng hòa như với cảm xúc của các em. Bản thân tôi cũng rất là hồ hởi, phấn khởi khi là các em ở vùng cao rất là thiệt thòi, rất là nhiều, nhưng hôm nay thì được một chương trình thật tự nghĩa. Trong đêm hội trăng rằm, ngoài việc được tận hưởng không khí trung thu náo nhiệt, các em còn được tham gia các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, giao lưu với chị Hằng, chủ quầy và được phá cỗ trung thu. Hôm nay em được nhận bánh kẹo và đồ chơi và bóng đèn sao sao. Đây là lần đầu tiên em được đón Tết Trung Thu. Em rất vui. Ngày hội Tết Thiếu Nhi đã mang đến một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi nơi đây, góp phần bù đắp những thiệt thòi trong cuộc sống cho các em, tạo niềm vui và động lực cho các em học tập và rèn luyện. Cũng là dịp để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thể hiện tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng. Trong đó có các thành viên của câu lạc bộ du lịch trách nhiệm Quảng Bình chung tay mang đến niềm vui cho các em nhỏ, chia sẻ bớt gánh nặng với những vùng còn gặp nhiều khó khăn. Sáng nay 8 tháng 9, tỉnh đoàn Quảng Bình đã phối hợp với trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng tổ chức buổi giao lưu với chủ đề Thanh niên với văn hóa giao thông. Tại đây, tập thể cán bộ giáo viên và gần 1.000 học sinh của trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng đã được đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình trực tiếp tuyên truyền về sự nguy hiểm từ việc không chấp hành luật lệ giao thông và những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông học đường như nghiêm cấm học sinh không đi xe máy đến trường, cách đội mũ bảo hiểm đúng quy định, không phóng nhanh vượt ẩu, không đi hàng ba hàng tư sau giờ tan học. Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông được tổ chức là dịp để tuổi trẻ trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng nói riêng và tuổi trẻ các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh nói chung có nhận thức đúng đắn khi tham gia giao thông, qua đó phát huy tinh thần trách nhiệm của học sinh đối với cộng đồng trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Cũng tại buổi giao lưu, tỉnh đoàn Quảng Bình đã trao 50 mũ bảo hiểm cho các em học sinh trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng và tổ chức ký cam kết không vi phạm an toàn giao thông học đường. Với những lợi thế vượt trội về du lịch dịch vụ, nên từ đầu năm đến nay, Quảng Bình đã đón trên 2,1 triệu lượt khách, tăng gần 140% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, cùng với việc đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng tại các điểm du lịch dịch vụ, tỉnh Quảng Bình đã đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tại các tỉnh, thành, trong và ngoài nước. Nhờ vậy, lượng khách du lịch đến Quảng Bình tăng đột biến. Trong 7 tháng của năm 2014, tỉnh Quảng Bình đã đón trên 2,1 triệu lượt khách, tăng gần 140% so với cùng kỳ. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt trên 30.000 lượt, tăng 28% so với cùng kỳ. Dự kiến trong những tháng cuối năm 2014 và những năm tiếp theo, lượng khách đến Quảng Bình tiếp tục tăng cao, do lượng khách du lịch đến dân hương tại khu lăng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tham quan di sản thiên nhiên thế giới phân quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng ngày càng đông. Chính vì vậy, tỉnh Quảng Bình đã vẫn đang chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm tổ công tác kết nối với các đơn vị lữ hành để tổ chức tổ các tour tuyến du lịch, nhằm mục tiêu đưa ngành du lịch Quảng Bình trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Nhờ làm tổ công tác phân đồng, khuyến khích doanh nghiệp tích cực tham gia thông quan tại cửa khẩu, nên trong 8 tháng của năm 2014, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã đạt số thu ngân sách nhà nước cao. Cụ thể, tính đến ngày 15 tháng 8, tổng thu ngân sách nhà nước của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo đạt gần 160 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2013. Những mặt hàng mang lại nguồn thu chủ yếu là than cám xuất khẩu, thạch cao, phân bón, tinh bột sắn và gỗ các loại nhập khẩu. Để đạt được kết quả trên, phải kể đến những nỗ lực của Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo trong việc liên hệ với doanh nghiệp thường xuyên qua cửa khẩu để nắm tình hình, kế hoạch xuất nhập khẩu trong năm và trong từng tháng, khuyến khích doanh nghiệp làm thủ tục qua cửa khẩu, tổ chức những buổi đối thoại giữa hải quan và doanh nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp khi thực hiện hoạt động thông quan qua cửa khẩu trên cơ sở bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên cả lĩnh vực đáng quan tâm khác. Sản lượng khai thác thủy sản 8 tháng đầu năm ước đạt 37.000 tấn. Đồng bào dân tộc Mã Liên chủ trọng đến công tác trồng, bảo vệ và chăm sóc rừng. Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng khai thác thủy sản của các địa phương trong tỉnh đạt cao, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2013. Nhờ có những chính sách hỗ trợ kịp thời đối với ngư dân đồng mới tàu thuyền, mua sắm ngư lưới cụ, nên hoạt động khai thác xa bờ của tỉnh Quảng Bình tiếp tục được đẩy mạnh.
Từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh ước đạt 37.000 tấn, bằng 108% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khai thác biển đạt gần 35.500 tấn, khai thác nội địa đạt trên 1.500 tấn. Riêng trong tháng 8 năm 2014, sản lượng khai thác thủy sản toàn tỉnh đạt trên 6.500 tấn. 8 tháng qua, tỉnh Quảng Bình đã hỗ trợ cho 10 tàu cá đồng mới có công suất lớn từ 500 cv trở lên với số tiền 50 triệu đồng một tàu. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Bình đã tổng hợp nhu cầu vay vốn của ngư dân để thực hiện theo Nghị định số 67 của Chính phủ. Trong những năm qua, nhờ có nhiều chính sách khuyến khích, nền kinh tế trang trại của Quảng Bình đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cả chủ trang trại đã mạnh dạn đầu tư vốn kỹ thuật, phát triển kinh tế hàng hóa theo hướng nông lâm kết hợp để nâng cao thu nhập. Hiện Quảng Bình có 640 trang trại được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chí mới. Đa số các trang trại được xây dựng theo mô hình tổng hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng rừng và kết hợp nuôi cá. Giá trị thu nhập bình quân của mỗi trang trại đạt 50 triệu đồng đến vài trăm triệu đồng một năm. Hiện nay cả trang trại đang giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Nhờ kinh tế trang trại mà diện mạo vùng quê nông thôn ngày càng khởi sắc, nhiều hộ nông dân đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Tuy nhiên, kinh tế trang trại trên địa bàn Quảng Bình vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ làm kinh tế trang trại còn chậm. Mặt khác, nguồn vốn đầu tư cho các trang trại hiện nay chủ yếu vẫn là nguồn vốn tự có. Người nông dân chưa tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước. Sau khi được giao quản lý hơn 740 hecta rừng cộng đồng, bà con đồng bào dân tộc Mã Liêng tại xã Lâm Hòa, huyện Tuyên Hóa đã chủ trọng đến công tác trồng, bảo vệ và chăm sóc rừng. Trong thời gian qua, được sự giúp đỡ và hướng dẫn trực tiếp về chuyên môn của Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển CINJD, đồng bào dân tộc Mã Liêng, xã Lâm Hòa đã tiến hành các hoạt động bảo vệ diện tích rừng hiện có, xây dựng các vườn ươm và tiến hành phủ xanh diện tích đất trồng do mình quản lý. Đến nay, bà con đã tiến hành trồng được trên 20 hecta diện tích rừng, trong đó chủ yếu là cây keo giống tại bản Ke và bản Cáo. Ngoài việc trồng rừng trên diện tích được cấp, người dân còn được tạo điều kiện thu gom, xây dựng vườn ươm giống và tiến hành gây rừng các loài cây rừng tự nhiên như gõ, trám, nao, vàng tim. Bên cạnh đó, bà con đồng bào dân tộc Mạ Liêng, xã Lâm Hóa còn được hướng dẫn xây dựng mô hình nông lâm kết hợp trong các loài cây sen canh khác như môn lú, tre lẻ măng để tăng thu nhập. Dự án giao đất giao rừng cho cộng đồng dân cư tại huyện Tuyên Hóa được triển khai trong nhiều năm nay với sự kết hợp giữa chính quyền huyện Tuyên Hóa, Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức Bản địa và Phát triển CINJD cùng các ban ngành chức năng có liên quan và được tổ chức phi chính phủ Oxfam hỗ trợ 100% kinh phí. Việc giao rừng cho cộng đồng quản lý bước đầu đã và đang mang lại hiệu quả khả quan trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển hệ thống rừng phòng hộ là nhiệm vụ hàng đầu của đơn vị. Thời gian qua, Ban Quản lý rừng phòng hộ Vách Việt Nam Quảng Bình đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ rừng và triển khai trồng mới nhiều diện tích rừng phòng hộ ven biển, góp phần ngăn ngừa, phòng chống thiên tai trên địa bàn. 8 tháng đầu năm 2014, Ban Quản lý rừng phòng hộ Vách Việt Nam Quảng Bình đã triển khai trồng 15 hecta diện tích rừng phòng hộ, hoàn thành công tác chăm sóc 5 hecta rừng vụ xuân năm thứ nhất. Triển khai gieo ươm 35 vạn cây con keo lá tràm nhằm phục vụ kế hoạch trồng và chăm sóc rừng năm 2014. Thi công 5 km đường ranh cản lửa theo kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng bền vững của tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Quản lý đã tổ chức tuyên truyền giáo dục luật bảo vệ và phát triển rừng, các quy định liên quan đến công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2014 đạt chất lượng và hiệu quả với hơn 300 lượt người tham gia, bao gồm lực lượng nhận khoản bảo vệ rừng, đồn biên phòng, công an xã, 31 xã trên địa bàn quản lý. Để ứng phó với mùa mưa bão năm nay, Ban Quản lý đã tích cực chỉ đạo điều động lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, chủ động triển khai các phương án bảo vệ rừng, phòng chống kịp thời khi có thiên tai xảy ra. Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 7 giờ ngày 8 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc, 111 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 360 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, tức là từ 39 đến 49 km/h, giật cấp 7, cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, vượt qua phía bắc bán đảo Lôi Châu, đi vào phía đất liền, đông nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 7 giờ ngày 19 tháng 9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Tây. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h.
do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Bắc, Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa rông mạnh, biển động. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Ở các tỉnh Đông Bắc, Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Tại Quảng Bình, do ảnh hưởng của rìa phía Nam của giải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, nối với áp thấp nhiệt đới có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, nên thời tiết trong 24 giờ tới mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 8 tháng 9, khu vực miền núi trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, gió tây bắc cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển có mưa rào nhẹ vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4 cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.